bạn với đội người mình còn hai hai rất tốt, nhưng giờ thủ lì nha. Ai bảo không hay, ai bảo không hay, vẫn lên kìa. Thủ vẩy hay hơn rồi. Hello, chào mừng tất cả các bạn trở lại với live stream của Sport Home. Trận bán kết hai nội dung đôi nam giải cầu lông cơ bộ thành công mở rộng lần thứ 3 2019. Trận đấu giữa hai cặp đôi cực kỳ mạnh của cầu lông phong trào miền Bắc. Phía gần mình của chúng ta cặp đôi Quốc Việt và Ngọc Triệu trên trang phục áo vàng. Đối thủ của họ là Hoàng Anh và Đức Lâm, đại diện của đơn vị chủ nhà cơ bộ thành công. Điểm số đầu tiên cho cặp đôi áo vàng Quốc Việt Ngọc Triệu. Chị ơi, chị ơi, chị em. Thế còn món gì nhỉ? Hello Hải Yến nha, xin chào tất cả mọi người, lại chào nhau và cùng chia sẻ cho mọi người cùng vào xem nào. Hello người chia sẻ Nguyễn Thành nào, dần dần sẽ lên fan cứng anh ơi, để làm lên fan cứng nó còn một thời gian, cần một thời gian dài. Điểm số 3-0 cho Quốc Việt Ngọc Triệu. Bật bài rất hay từ Quốc Việt 4-0. Được vào lưới rồi 5-0. Mỗi người ủng hộ một cái chia sẻ là hãy cho Hùng thấy những người chia sẻ đầu tiên. Ôi, xin chào người chia sẻ Trọng Nguyễn Nhân, xin chào người chia sẻ. Bán kết 1 cặp đôi Tú Phương thắng. Đập cầu tốt. 1-6. Em lưới hay thế nhỉ. Điểm số 7-1. Đúng 7-1 rồi. Rồi, đập cầu tốt, 27. Để mọi người cùng vào xem nào, ít người quá trời. Ngọc Triệu chân dài phết nhỉ. Chân nhanh phết đấy, đùa đâu. Có lỗi rồi, Hoàng Anh với cả Đức Lâm chưa vào tay lắm. Nhanh quá nhỉ. Rồi, ép cầu tốt từ Hoàng Anh. Phản cầu ngoài sân 9-3. Điều sau kết luận được anh. Rất tốt. Rất bền từ anh Quốc Việt. Chuyển qua thế thủ rồi. Công tiếp. Cầu không lật lưới. Ngoài sân. Điểm tập cầu rất tốt, nhưng giờ thủ lì nha. Ai bảo không hay, ai bảo không hay, vẫn lên kìa. Thủ vẩy hay hơn rồi. Rồi, cầu hơi vội vã. Xem anh em mình có thể thiết lập kỷ lục 1K đầu tiên hay không. Hôm qua là còn lên hơn 2K. Điểm số 11-6. Hôm nào thả giận dữ nhiều thế. Mình chuẩn bị cho ao ra ngoài bây giờ. Cầu rất nặng từ Hoàng Anh vào lưới rồi. Các bạn comment bảo không có tiếng. Chắc là quên bật loa rồi. Đập cầu rất nặng từ Hoàng Anh. Bên này chủ lý đó. Chém cầu tốt. 7-13. Vâng, người bé bé mà đập tốt thật. Đến dài thế. Đập tốt tốt thì câu chuyện, nhưng thủ tốt lắm. Và lưới rồi, 13, chỉ còn 3 điểm nữa thôi.
hưởng nó rất tốt. Người này gầy gặp dã man chưa anh em? Ai mà đúng kia trường này rất cầu rất nặng của cục Việt. Cái chủ nhà đây, cầu bộ thành công mạo kê. Lên bình thường hay thế nhờ. Chạy rất nhanh. Anh Nguyễn Trọng Nhân. Cổ tay tốt thật như máy ấy, vẩy đâu cũng được. Đập cầu tốt. 12-15, 4 đôi vào bán kết đều mạnh ngang nhau mà. Đứa nào gặp đứa nào chả được. Cao rồi. Sắn quần lên nhé, hoặc quần đùi mình sắn lên thôi. Hay quá. Rất bình tĩnh. Cầu tốt. Ba cầu rất chủ động thủ lái chéo sân của Đức Lâm. Rất may mắn, chạm chân rồi. Chạm chân là mất điểm. 7. Hoàng Anh giao cầu. Có thế nhỉ. Hay quá. Vẫn lên. Tuyệt vời. Bom cầu được công việc. Tiếp tục bom. Nhưng kia thủ gì thật. Không sao. Trận này hay hơn trận trước anh em. Ui sồi cổ tay kìa. Dã man. Ngon rồi. Không lao. Rồi có một tình huống cầu không hiểu với nhau không? Cầu ngoài sân. Hai comment ok đều là những người đã dùng chia sẻ tuyệt vời quá. Cảm ơn các người chia sẻ nhá. Cầu tốt. Không lao. Đồng viên Lâm đã bỏ không lao ít khó chịu. Ngọc Triệu xoay tay kìa. Đi máy vậy. Cao rồi, quên. Phải hay thế. Có thể gỡ hòa. Đôi thắng với Mạnh Nho thua. Điểm số đầu tiên cho Ngọc Triệu và Quốc Việt 1-4. Về cầu rất mượt. Ở cầu ngoài sân. Rất may mắn cầu lật lưới. Đánh cầu vào lưới rồi. Khó nói anh ạ, Ngọc Triệu bên kia nó kinh nghiệm lắm. Rất căng, cầu lật lưới. Hay quá nhờ. Ở ngoài sân.
rất hay kéo lưới kháng đội ứng Hoàng Anh nhưng không qua lưới rồi. Ép cầu tốt. Một cầu tốt, không còn thở thì tốt hơn. Rồi, lại lần lưới. Nhỏ, của cai nhau như mổ bò đâu anh. Từ đấy ăn giải hội gắng suốt mà. Củ tay quá khỏe. Số cặp đôi chủ nhà. Lâm đập tốt thật, thế là anh Hoàng Anh không chêm được tiếp á. Tài tốt thế. Ở đấy bay không kịp. Kết support đồng badminton này để nhận được thông báo nha. Theo dõi ở chế độ xem đầu tiên ấy thì mọi người mới nhận được thông báo. Ngoài sân Facebook support đồng badminton, kênh live stream cầu lông số 1 Việt Nam. Tốt nha. 1 triệu thủ mọi tư thế. Em lưới quá tốt. Anh em nghĩ là liệu có xếp 3 không? Ui, triệu thủ này. Đấy, mà để bước lên được. Cái đấy là băng dán. Nó gần giống như cái bó gối em. Anh em, Quốc Ngọc Triệu và Hoàng Anh. Bốn mười một. Ê, hình như không tranh giải ba luôn đi để tí đi tranh luôn à? Anh không à? Bom, bom, vẫn lên. Em lưới tốt, cầu lật lưới. Anh Trương Văn Mỹ ạ, giải to mà. Và tổ chức báo hết nhà nghỉ khách sạn ăn uống cho các vận động viên. Bốn trận chém câu chém hay đấy nhở. Phùng Lào vâng, Phùng Lào lỗi rồi đồ này. Hai mươi mười mấy rồi bò. Xem thằng Lâm đập sướng thật anh em ạ. Thằng Kiều cũng bình tĩnh lắm. Quá hay, quá hay. Ngoài sân 16-20. Rất khó. Xoay chuyện vũ của họ là Đức Lâm và Hoàng Anh. Đức Lâm giao cầu. Chủ tịch đã bảo rồi, không thay đổi đâu, không hiểu được đâu. Ồ, không qua lưới. Giữ cái đồ bây giờ về là bật ra.
tranh thủ được rồi. Hai cặp đôi đều đánh cho đơn vị câu bộ thành công Mậu Khê. Hai cặp đôi chủ nhà gặp nhau. Hay quá nhờ. Phong lao, anh Việt đấy nha anh lắm, mấy quả phong lao anh Hoàng Anh bị bắt hết. Không. Bên kia cần cắt ngay. Thì chúng ta có một set 3 thì sự hấp dẫn. Vẫn lên bình thường, tốt thật, tì hay quá. Bom, bom, chặn hay quá nhở, ôi, rất cố gắng, vẫn còn. Hai nữa, xếp 3 nữa mọi người. Xếp 2, xếp 3, xếp 3. Trong sân. Đây vẫn là 4 điểm, cơ hội bom. Tốt ăn. Rồi, tỷ số 2-5, Đức Lâm giao cầu. Ngoài sân. Hay đấy nhỉ. Bom. Anh Hoàng Anh lại ít đập. Thằng Lâm đập không? Đúng rồi. Thủ kìa. Một như tôm vẫn bọc được, hay quá nhỉ. Chém quá sắc, bắt đầu từ giờ sẽ rất hay. 5-6. Sung rồi, Lâm sung rồi, Lâm sung, Lâm sung, Lâm sung, chưa ăn được luôn. Chân được. Hay quá nhỉ. Một lưới rất may mắn, 7 đều. Căng thật, người người bé. 87. Ăn rồi. Ngoài sân, vô nhà. Anh Đặng Quy chào anh Tô nhá. Các cùng được xem nào. 20. Đây này phun thủ, mà công cũng cực kỳ gắt luôn. Anh áo xanh thủ mắc hay luôn, triệu. Tài Tô. Bắn cầu lần nữa ấy. Được rằng có một pha dư đuổi tỷ số nữa hay không? Quỳ ve kìa. Đây là cảm giác tốt nha. Tôi thì so với các đội ở đây thì Quốc Học nói thực sự là không có cửa anh. Quốc Học đánh đơn thôi, đánh đôi không được. Quốc Học đang đánh ra. Nên tháo cốt đi. Oh.
học vào trung kết Việt Nam này, Văn Tú của Shibuya Hà Nội đã vào chung kết rồi. Lâm nó vận chuyển nó đập ra 18-15. Cầu thành công nha anh ơi. Ui giời. 19-16. Vẫn lên, hay quá, lên cơ. Lâm nó đập sợ lắm. Từ ngoài sân 21-16, trận đấu thứ 3 cho chủ nhà câu lạc bộ Thành Công Mạo Khê, một trận đấu xuất sắc của Hoàng Anh và Nguyễn Lâm. Cũng xin phép kết thúc live stream này. Và thực hiện một live stream mới ở nội dung đôi nam nữ nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại live stream tiếp theo của Hùng, bình luận viên Support Hùng. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người một dụng cụ bảo vệ, đó là một chiếc bó gối to đến từ thương hiệu Outline. Theo Hùng đánh giá thì đây là cái thiết kế bó gối to thực tế nhất và đáng dùng nhất trong tất cả các thiết kế bó gối trên thị trường hiện nay. Và mọi người hãy cùng Hùng tìm hiểu nhé. Ok, bó gối to thì có hai chức năng chính, đó là chức năng bảo vệ và chức năng hỗ trợ. Chức năng bảo vệ thì giúp bảo vệ đầu gối của chúng ta khỏi những chấn thương hoặc là những lực tác động đột ngột đến đầu gối khiến chúng ta bị chấn thương như đứt dây chằng hay là trịch bánh chè, hoặc là đơn giản khiến đầu gối chúng ta bị đau nhức, đúng không ạ? Bảo vệ gối đến từ thương hiệu Outline thì nó có công nghệ và thiết kế rất đặc biệt, đó là hai lớp silicone, hai đường may silicone trên và dưới, giúp cho chiếc bảo vệ gối không bị trượt khỏi phạm vi của nó, tức là phạm vi đầu gối của các bạn. Lớp silicone đó là công nghệ vô cùng đặc biệt. Cùng đó các bạn hãy quan sát đấy ạ. Chiếc bó gối có các đường may rất chắc chắn, có một miếng silicone ở giữa, có một miếng silicone tròn ở giữa, giúp bảo vệ đầu gối của bạn khi các bạn không may bị ngã chống đầu gối xuống thì sẽ không bị chấn thương. Cùng với đó nó có 3 đai, đai trên, đai dưới và đai giữa, nó giúp cho cái bảo vệ gối này nó càng trở nên chắc chắn. Cùng với đó là công nghệ lò xo. Cái công nghệ lò xo này thì Hùng cũng không hiểu nó để làm gì. Ok, mọi người hãy cùng quan sát ạ. Đây là chiếc bó gối sau khi đã được bó lên chân, nó có 3 đai và nó đã có hai lớp silicone bên trong giữ đầu gối rất chắc chắn và miếng silicone ở giữa, đảm bảo rằng đầu gối của các bạn sẽ được hỗ trợ lực rất là nhiều cũng như là bảo vệ đầu gối rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Hùng.